khán thính giả, Tết Trung Thu năm 2013 đã khai diễn vào lúc 12 giờ trưa ngày 14 tháng 9 tại Tenderloin Children's Playground bên khu Lido Sài Gòn, thành phố San Francisco, với đông đảo đồng hương và các sắc dân vùng Đông Nam Á cùng cư dân bản xứ dẫn con em đến tham dự. Đây là năm thứ ba Trung tâm Văn hóa Âu Cơ đứng ra tổ chức cùng sự tham gia của các cộng đồng Đông Nam Á gồm có Lào, Campuchia, Miến Điện, Thái và Việt Nam. Một sân khấu ngoài trời để khán giả thưởng thức chương trình văn nghệ đa dạng của các sắc dân gồm những ca khúc, những điệu múa, những hợp tấu bằng những nhạc khí cổ truyền mang bản sắc dân tộc của từng nước. Ngoài ra còn có những tiết mục biểu diễn võ thuật, những bài tập dưỡng sinh, vân vân. Cuối sân là nơi các em vui chơi đầy ắp niềm vui, tiếng cười bên các trò chơi như cầu tuột, đu quay, vân vân. Cô Tô Lệ Hằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Văn hóa Âu Cơ chia sẻ. Năm nay là năm thứ ba tổ chức Trung thu, cũng là mùa thu hoạch của Đông Nam Á của chúng ta. Năm nay thì Âu Cơ cùng tất cả các hội đồng bạn ở tại khu Lido Sài Gòn tổ chức một cái buổi Trung thu từ Lào, Campuchia, Miến Điện, Thái và Việt Nam. Mời quý vị theo dõi trích đoạn một vài tiết mục văn nghệ như sau. Nhìn lên sân khấu, bên cánh trái là dãy lều của các tổ chức như UESF thuộc Công đoàn Giáo chức Học khu San Francisco, Trung tâm Cộng đồng Đông Nam Á, Andresco, v.v. phát quà và dãy tranh tô màu cùng bút màu cho các em. Đặc biệt, gian hàng phát bong bóng do ông Nguyễn Dư Hùng thuộc hội HO San Francisco bơm và tạo hình bong bóng theo yêu cầu của các em là nơi các em tập trung đông nhất. What animal you want? Dog, cat, butterfly, the shark. Cảm tưởng của một giáo viên Trung tâm Văn hóa Âu Cơ. Thật là vui khi mà tôi cảm thấy là tất cả những cộng đồng của tất cả các nước Đông Nam Á họ đến đây với một cách nhiệt tình, dẫn các con em. Một hội trường lớn dùng để triển lãm văn hóa của năm nước Đông Nam Á. Bước vào hội trường, mọi người đã thấy ngay một dãy bàn của Trung tâm Văn hóa Âu Cơ phân phát lồng đèn và bánh trung thu miễn phí do cô Chi, giám đốc điều hành Trung tâm Văn hóa Âu Cơ đảm trách. Và một dãy bàn dạy làm lồng đèn, phát bút chì màu, tô tranh, quay số trúng thưởng, tạo không khí rộn ràng và náo nhiệt. Cô Thuận Kiều, cư dân thành phố New Valley, một phụ huynh dẫn con em đến đây chia sẻ. It's so nice để có cơ hội mình introduce cái culture mình cho người khác và những đứa em nó biểu diễn những cái costume so dễ thương. Mong rằng năm tới mình sẽ làm được again. Từ cửa vào bên phía phải là dãy bàn triển lãm nhạc khí dân tộc Việt Nam gồm đàn nguyệt, đàn bầu, đàn tranh, đàn đá, vân vân, cùng với tài liệu dạy Việt ngữ của Trung tâm Văn hóa Âu Cơ. Trích đoạn tiết mục của nhạc sư Vũ Hồng Thịnh với đàn bầu và đàn nguyệt. Tiếp nối là dãy bàn của năm sắc dân Lào, Campuchia, Thái và Miến Điện, trưng bày di sản văn hóa của mỗi nước như trang phục dân tộc,
giới thiệu âm nhạc, mỹ thuật, ẩm thực, ngôn ngữ, vân vân. Trung tâm hội trường đặt một bàn lớn trưng bày nghệ thuật cắt tỉa trái cây, tạo hình bông hoa, lá cành, gây chú ý cho khách tham quan và được trầm trồ khen ngợi. Sau đây là chia sẻ cảm tưởng của một vài đại diện sắc dân tại đây. Ông Yosu, chủ tịch nhóm trẻ Miến Điện. So yeah, this is very proud to be here and we all come here to, you know, promote our culture. We have like showcasing like, you know, instrument, our language, also how we make our textile and how do we wear, you know. So yeah, of course we all love our culture, right? So yeah, we like to share our culture, how diversity it is. So, you know, that's how, you know, came together and we show that we showing our exhibition. Thank you. Bata Thachun, founder Samaki Project. And what Samaki Project does is put on exhibits like these so that people are more aware, they see what belongs to Cambodia, they get to learn a little bit about Cambodia. And I also invited Mong Ma Lai to come here today as she is one of the teachers teaching Cambodian school. And so if you check out our table at the end, there are information about the Cambodian language and how you can get access to learning the language. Cô Honey Chai, Thái Lan. My name is Honey Chai. My name is Kanika Manthengsuk, nickname R. And today is not our first time here. We've been here last year and we're really enjoying the festival right now, the food and also other cultures around Southeast Asian cultures. And also we haven't seen the performances outside, but we will soon, later on. And we're really enjoying it today. Thạc sĩ Brian Fong, San Francisco Wushu team cho biết. Okay, I'm Sifu Brian Fong. I'm the head of the San Francisco Wushu team. We have our classes in the Japantown Center and also in at City College and at UC Berkeley. I'm very happy to be here today at the Mid-Autumn Festival. I think this is a very important event. One, because all our different Asian cultures celebrate Mid-Autumn Festival, and it's kind of nice to be able to celebrate it all together. Thông với hội trường là một phòng lớn được dành làm nơi thi thố món ăn tiêu biểu của năm sắc dân và cũng là phòng phục vụ nước uống, thức ăn nhẹ cho mọi người, cùng với một phòng nhỏ cung cấp thức ăn trưa và giải khát cho tất cả thành viên và tình nguyện viên. Cô Huỳnh Hương giới thiệu về món ăn do cô đảm trách. Dạ, món này là món gỏi đu đủ khô bò, món đặc sản Việt Nam. Đây là nước sốt làm từ giấm đỏ, xì dầu, đường và nước. Thường thì mình serve với lại một chút tương ớt. Còn đây là rau quế, đây là đậu phụng. Trung tâm Văn hóa Âu Cơ đã tổ chức thành công ngày Tết truyền thống của trẻ em Việt Nam. Các em nhỏ đến đây vui chơi đầy ắp niềm vui, tiếng cười khiến cả người lớn cũng vui lây trong ngày Trung thu thật ý nghĩa và ấm áp. Hội Tết Trung thu kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Mỹ Lợi tường trình từ San Francisco. Xin thân ái kính chào quý vị.